Coi lại khách ăn ở của mình nói không có ra hết pin. Coi ăn ở sao ra sao phải không? Cảm ơn người anh thân thương, anh Dương Ngọc. Alo. Cảm ơn anh. Phương Thảo xin gửi đến tất cả quý vị lời chào sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Không. Anh ăn cùng à? Khác cái gì? Tại sao lại khó? Anh chưa sao? Rồi. Nhưng họ là ai? Tại sao lại có? Em cũng không biết được. Cô nghĩ là em đã yêu rồi. Sao? Em đã yêu. Sao? Như vậy em yêu là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp họ lần đầu. Ừ. Yeah.
sợ lại đây mãi mãi. À khác đi kiểu, tại sao em ở đây mãi mãi? Tại vì đi xa người ta rồi. Mới gần người ta mà xa người ta cũng sống đổi. Sống bên nhau từ thơ ấu, cho nên bây giờ thôi kìa, đi dân rồi anh sống với ai? Không, anh không thể nào thẳng nhiên vì em đau khổ. Anh không thể nào cầm nín nó mất em. Thiên Kiều, anh muốn nói. Anh nói gì? Anh sao? Anh yêu em. Hả? À, anh yêu sao? Ây da, anh yêu em ruột anh à? Anh đã điên rồi. Anh điên rồi có phải không? Phải. Anh đã điên gì mười mấy năm nay. Xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Em xin phép nhất sang nha, cho bạn em là 30 năm rồi.